Toàn cảnh lễ viếng ca sĩ Phi Nhung, gia đình đồng nghiệp bật khóc nghẹn ngào. Những ngày qua, thông tin liên quan đến tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn được nghệ sĩ Việt Hương và người thân giữ kín. Gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và chờ thông tin hướng dẫn từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để lo vẹn toàn cho hậu sự của nữ ca sĩ. Hiện nay, người thân lập bàn thờ làm lễ để tưởng nhớ Phi Nhung tại nhà riêng. Ngày 1 tháng 10, một số đồng nghiệp đã đến nhà riêng của Phi Nhung tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để thắp hương, tiễn biệt nữ ca sĩ. Nhiều người không nén được xúc động khi chứng kiến cảnh các con nuôi gồm Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung túc trực bên bàn thờ của mẹ. Theo đó, ca sĩ Nhật Kim Anh đã tới nhà riêng thắp hương cho cố ca sĩ Phi Nhung. Em gái kính viếng chị, mong chị ra đi thanh thản về miền cực lạc của Đức Phật A-di-đà, không còn khổ đau nữa, thương chị. Nhật Kim Anh giải bày. Ca sĩ Long Nhật cũng đến nhà Phi Nhung để thăm viếng, thắp hương tiễn biệt người em thân thiết. Nam ca sĩ không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung đội khăn tang trắng và quỳ bên di ảnh mẹ. Anh chia sẻ, qua nhà cúng cơm cho em gái Phi Nhung, cậu Long Nhật cùng các con Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Hồ Văn Cường quỳ bên di ảnh mẹ Phi Nhung mà thương thấu tận trời xanh. Nhắc về Phi Nhung, Long Nhật cho biết anh đã đồng hành cùng cố ca sĩ trong rất nhiều buổi biểu diễn từ Nam chí Bắc. Long Nhật tâm sự, hai anh em gắn bó với nhau trên mọi miền đất nước và cả nước ngoài nữa. Live show kỷ niệm ca hát của Phi Nhung cũng không thể thiếu khách mời Long Nhật. Tháng 7 vừa qua, hai anh em còn chấm thi chung một chương trình. Phi Nhung hay gọi tôi là chị ba, chuyện gì cũng tâm sự với nhau, nhưng giờ vĩnh viễn không còn gặp lại nữa. 20 năm rồi, tôi mới quay lại vai trò MC. Tôi có mời Phi Nhung xuất hiện trong chương trình của mình, song đành giang dở. Giá như Phi Nhung bay về Mỹ sớm hơn để đoàn tụ cùng Wendy, giá như Phi Nhung biết lo cho sức khỏe mình nhiều hơn thì không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Trăm ngàn cái giá như tôi đặt ra để không phải đau lòng trước sự ra đi của em mình. Nhưng nghĩ lại, Phi Nhung đã có một đời sống quá xứng đáng, hy sinh vì cộng đồng trong tâm dịch, có mấy ai làm được điều đó đâu. Nên tôi hay nói, mọi người đừng khóc mà hãy tự hào về một đời nghệ sĩ đã cống hiến toàn vẹn. Là một người em trong nghề, Quách Tuấn Du cho biết anh sốc khi nghe tin Phi Nhung qua đời và gửi vòng hoa đến viếng. Bản thân nam ca sĩ đang là bệnh nhân F0, nên khi biết chị trở nặng và không qua khỏi, Quách Tuấn Du vô cùng lo lắng. Khi nghe tin chị Nhung trở nặng rồi qua đời, tôi bàng hoàng vì nghĩ rằng mình cũng sẽ có nguy cơ chuyển biến như vậy. Nhưng khi vực dậy tinh thần, tôi sốc trước mất mát và xót xa cho người chị của mình. Anh tâm sự. Nam ca sĩ bồi hồi kể lại kỷ niệm cùng Phi Nhung. Nhớ hồi năm 2006, tôi và chị có một đêm diễn chung. Khi về đến khách sạn, ai cũng muốn lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng chị Nhung thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, kéo mọi người ngồi lại dưới sảnh rồi trêu đùa như những đứa trẻ. Nhờ vậy cả đoàn chúng tôi có với nhau những kỷ niệm vui trong quãng đời làm nghệ thuật của mình. Có một lần tôi giận chị, khi tôi đang hát thật sung thì chị xuất hiện trong bộ áo dài lộng lẫy ngay giữa sân khấu. Tôi vào cánh gà thầm trách, sao chị không đợi cho tôi kết thúc phần trình diễn của mình. Nhưng khi biết chị hát và đấu giá chiếc áo dài lộng lẫy đó để lấy tiền giúp đỡ cộng đồng, tôi lại thương chị nhiều hơn. Chị là như thế đó, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mọi người nhiều hơn bản thân mình. Tối ngày 1 tháng 10, anh Đỗ Quang Trí, quản lý truyền thông của Phi Nhung, tiết lộ nữ ca sĩ đã hai lần có kết quả âm tính COVID-19 trước khi qua đời ngày 28 tháng 9. Trên trang cá nhân, quản lý cho biết, trong hành trình chiến đấu với COVID-19, có lúc chị đã chiến thắng quật cường. Theo thông báo từ hồ sơ bệnh án do bác sĩ điều trị cho chị đã có hai lần kết quả âm tính SARS-CoV-2 vào ngày 14 và 22 tháng 9. Đó chính là lúc chúng tôi hồ hởi thông báo chị khỏe hơn, kết quả điều trị tích cực hơn. Tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí chúng tôi lo rằng chị phải mất nhiều thời gian để tập hát đi hát lại, vì di chứng để lại không hề đơn giản. Tuy nhiên do tình hình sức khỏe bất ngờ chuyển biến xấu, Phi Nhung không thể vượt qua, khiến gia đình vô cùng đau xót. Chúng tôi không tin điều mình nghe thấy, nhưng sự thật nào có thể chối bỏ được. Chị đã kiên cường trong mọi hoàn cảnh như bản chất chị có. Nhưng có lẽ 40 ngày nằm viện đã khiến sức khỏe của chị kiệt quệ. Ý chí, sự kiên cường của chị không dễ bị đánh gục, nhưng thể chất dễ bị bào mòn bởi năm tháng. Anh Đỗ Quang Trí đau lòng nói. Với anh Trí, Phi Nhung ra đi nhưng tiếng cười luôn ở lại. Chính sự kiên trì, lòng quyết tâm và tấm lòng của cố ca sĩ mãi mãi là nguồn cảm hứng cho anh và tất cả mọi người. Việt Hương đau đớn kìm nén để lo hậu sự cho Phi Nhung, nhưng cũng phải bật khóc nức nở vì quá đau buồn. Được sự ủy quyền của con gái ruột Phi Nhung, Việt Hương đứng ra chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ cho giọng ca Bông Điên Điển.
Trong những ngày qua, Việt Hương đã cùng người thân của Phi Nhung tại Việt Nam chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm sóc, lo hậu sự của nữ ca sĩ. Tuy đã cố gắng mạnh mẽ để lo liệu chu toàn cho Phi Nhung, song Việt Hương cũng không tránh khỏi những giây phút yếu lòng, tiếc thương có người đồng nghiệp, người bạn quá cố. Mới đây trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết bên Phi Nhung trước đây và xúc động viết: "Mấy nay tôi gồng, không khóc. Tối nay chắc tôi mệt, không gồng nữa. Cho tôi khóc chút, mai tôi lại mạnh mẽ đi tiếp nhé Nhung." Tâm sự của Việt Hương khiến ai nấy xót xa. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ tình cảm, sự tiếc thương dành cho Phi Nhung, đồng thời động viên Việt Hương cũng như gia đình Phi Nhung vượt qua nỗi đau. "Xem mà xót xa, ca sĩ Phi Nhung quá. Việt Hương ơi, Phi Nhung mãi mãi ở trong lòng khán giả." Nụ cười và ánh mắt, giọng ca ngọt ngào của Phi Nhung sẽ mãi mãi trong lòng khán giả. Vĩnh biệt cô Phi Nhung, cô là ký ức của cháu và mọi người. "Cứ khóc cho thoải mái, nhẹ lòng đi chị. Chị càng cố gồng càng buồn hơn, đau hơn. Em cũng yêu mến chị Nhung lắm, dù chưa từng một lần gặp gỡ." Đó là những lời chia sẻ xúc động của cư dân mạng. Được biết, từ ngày 30 tháng 9, người thân đã lập bàn thờ cho Phi Nhung, tổ chức cầu siêu tại nhà riêng. Nhiều nghệ sĩ cũng đến gửi hoa chia buồn cùng gia quyến. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thông tin cụ thể về tang lễ của cố ca sĩ chưa được Việt Hương và gia đình thông báo. Thúy Nga lên tiếng: "Tôi mong gia đình chị Phi Nhung đính chính lại một cách chính xác nhất." Mới đây, danh hài Thúy Nga đã livestream tâm sự về kỷ niệm giữa mình với ca sĩ Phi Nhung. "Tôi mong gia đình chị Phi Nhung đính chính lại một cách chính xác nhất về năm sinh của chị. Vừa qua, giới nghệ sĩ chúng tôi phải nhận một tin quá đau buồn, ca sĩ Phi Nhung qua đời. Tất cả chúng tôi đều sốc và bàng hoàng vì ai cũng nghĩ Phi Nhung sẽ qua khỏi, chống chọi lại được bệnh tật. Chị Phi Nhung trước đó rất khỏe mạnh, tướng mạo sáng sủa, không có chút nào ốm đau bệnh tật. Chị chống chọi bệnh tật suốt hơn một tháng trời nhưng lại không thể qua khỏi được. Có một chuyện khiến tôi khá thắc mắc, rằng trên mạng bây giờ cứ mỗi nơi lại để tuổi của chị Phi Nhung một kiểu, lúc thì 1972, lúc thì 1970, 1969, 1973, loạn hết cả lên. Chị Cát Phượng cũng gọi điện cho tôi nhờ rằng, em hỏi các nghệ sĩ bên hải ngoại xem chính xác Phi Nhung sinh năm bao nhiêu, vì các chùa đang làm lễ cầu siêu cho Phi Nhung mà cứ mỗi nơi một năm thì không tốt cho Phi Nhung chút nào. Vậy nên tôi mong gia đình chị Phi Nhung nếu biết điều này thì nên đính chính lại một cách chính xác nhất năm sinh của chị để mọi người rõ ràng, cũng như các lễ cầu siêu diễn ra trọn vẹn, đưa hương hồn chị về Tây Phương Cực Lạc. Đêm đó Phi Nhung khóc rất nhiều, tôi thấy tội nghiệp và thương chị lắm. Thực ra tôi không phải người làm việc cùng nên không có nhiều kỷ niệm với chị Phi Nhung, nhưng có một kỷ niệm mà suốt cuộc đời tôi không quên được. Thời gian đó tôi vừa đoạt giải gala cười xong mấy năm thì đi một tour diễn châu Âu với chị Phi Nhung. Tôi được ở chung phòng với chị Phi Nhung và cậu em trai của chị ấy. Sở dĩ ở chung vì khi ấy đi châu Âu diễn điều kiện khó khăn lắm, ăn khó mà ở cũng khó. Nghệ sĩ ở chung với nhau trong phòng ốc chật hẹp, có hai cái giường nhỏ xíu, mỗi người một bên. Trong lúc ở cùng phòng, tôi thấy chị Phi Nhung sống chân thật, tội lắm. Diễn xong mà vui thì không sao, nhưng buồn là mọi người thấy hiện rõ trên mặt. Hôm ấy tôi không biết Phi Nhung có chuyện gì với cậu em trai mà đi uống rượu, đêm về khóc rất nhiều, khóc tới mức không ngủ được. Chị ấy qua giường tôi nằm, tâm sự đủ thứ. Nói rằng: "Nga ơi, cuộc đời tôi khổ lắm. Tôi biết tôi khóc nhiều thì làm phiền bà, nhưng bà phải cho tôi khóc đã." Từ đó Phi Nhung kể cho tôi nghe về cuộc đời khổ cực của chị. Từ bé chị Phi Nhung đã phải đi làm vất vả lo cho các em, gánh vác gia đình. Chị nói từ ngày còn bé tới giờ vẫn luôn cưu mang, gánh vác mọi người trong gia đình. Nhìn thế thôi chứ tôi nặng gánh lắm. Đêm ấy Phi Nhung khóc rất nhiều, tôi thấy tội nghiệp và thương chị lắm. Giới nghệ sĩ chúng tôi thực sự không ai sướng hết, ai cũng phải có một sức nặng trên vai để gánh vác. Dù có nổi tiếng, thành công đến đâu cũng đều có một trọng trách phải gánh vác với gia đình, con cái, cha mẹ, người thân. Mỗi người đều có một góc khuất riêng. Nhưng lần đó thấy chị Phi Nhung khóc nhiều, tôi mới thấy chị khổ cực hơn chúng tôi nhường nào. Rồi chị Phi Nhung còn bảo nhìn thấy cái này cái kia trong phòng, nhưng tôi không thấy gì. Tôi nghĩ do chị say đến mới thế. Chị Phi Nhung hơn tôi vài tuổi nhưng coi như bạn bè, lúc nói chuyện không có vai vế, chị em gì cả, toàn xưng tôi bà thôi. Tính Phi Nhung vô tư lắm, hay giỡn và hòa đồng, đặc biệt nhiệt tình với tất cả mọi người. Phi Nhung còn rất thân thiết với anh Hoài Linh. Sau lần đó tôi có đi show chung nhiều với Phi Nhung, nhưng không ở chung phòng nên không có kỷ niệm gì đáng nhớ. Tôi chỉ nhớ vào dịp trước Tết khi Covid diễn ra, tôi còn ở Việt Nam và đưa con gái đi chụp hình thì gặp Phi Nhung cùng Hồ Văn Cường. Chúng tôi trò chuyện vài câu, chụp được vài tấm hình. Tôi không ngờ đó là tấm hình cuối cùng tôi chụp cùng Phi Nhung, thực quá xót xa. Tôi mong sau khi hỏa táng ở Việt Nam, cho cốt của Phi Nhung được đưa về Mỹ cho con gái. Tôi mong bên hải ngoại sẽ tổ chức tang lễ cầu nguyện cho Phi Nhung.